Bà ơi, sao bà ngồi đây? Hãy cùng mình với thử thách một tháng làm 30 việc tốt nhé. Hôm nay mình sẽ chuẩn bị 2 đến 3 loại bánh và một chút tiền cùng với nước để đi giúp đỡ những người vô gia cư. Đây là mình đang cắt bánh cuộn sô-cô-la. Bánh này thì mình cũng không cho nhiều kem vì sợ mọi người để lâu không kịp ăn lại hỏng. Suất quà tặng hôm nay của mình sẽ có một hộp bánh cuộn, su kem, bánh gối, 2 chai nước và một chút tiền. Đang đi thì mình gặp một bà cụ. Bà ơi, sao bà ngồi đây? Bà ăn gì chưa? Bà nhặt ve chai à? Bà chờ con một tí nhá. Bà chờ con một tí con vòng sang nhá. Sao con cái đâu hết rồi? Dịch bên đây không nghe gì. Con cái một thằng cho đi cai kia. Con có tí bánh của nhà làm con thiếu bà cả một chút rồi là 200.000 rồi là cho bà đỡ đỡ cơ cực thôi nhá, chứ còn con không giúp được bà gì nhiều đâu. Nhưng mà thằng con là nghiện à? Con bị cai rồi. Vâng, thôi bà nghỉ ngơi đi bà. Một lời cảnh tỉnh cho những người con, người cháu có ông bà và bố mẹ vẫn còn đang phải lao động hàng ngày như này. Đừng ăn chơi đua đòi nữa, hãy lấy họ làm động lực để thay đổi đi. Chúng ta không còn nhiều thời gian để báo hiếu. Hôm nay mình sẽ làm bánh su kem để đi tặng người vô gia cư nhá. Đầu tiên là làm vỏ su. Nguyên liệu thì gồm có nước, bơ, dầu ăn, đường, bột, trứng và một chút muối. Đổ nước, dầu ăn, đường, bơ vào đun sôi. Ngoáy đều cho đến khi nước sôi thì bắt đầu chúng ta vào bột. Bật bếp nhỏ lửa và khuấy đều, rồi trộn bột sao cho bột không bị vón. Sau đó bắc ra khỏi bếp và cho vào máy đánh cho nguội. Vỏ su kem thì có mấy loại. Thường thì mình hay làm su kem vỏ giòn, nhưng hôm nay công thức mình làm loại cơ bản nhất. Ăn vẫn rất là ngon và mềm thơm. Sau khi đã đánh được 15 phút, hỗn hợp lúc này đã ấm ấm, chúng ta bắt đầu cho trứng vào. Các bạn nên cho từng quả một để máy đánh đến đâu trứng được trộn đều đến đấy. Công thức chi tiết thì mình xin phép không tiết lộ. Mình sẽ tổng hợp lại vào một khóa học online, giá chỉ mấy trăm k. Các bạn quan tâm thì tìm cách liên hệ với mình nhé. Sau khi đánh xong hỗn hợp vỏ su, chúng ta lấy túi bóp và khay lót dây nến để thao tác bóp vỏ su. Kích cỡ viên su to hay bé là tùy các bạn nhé. Nếu bóp to quá thì su sẽ không được phồng và nở đẹp. Xong xuôi thì mình cho vào lò nướng khoảng 20 phút rồi ra lò và để nguội. Toàn bộ lò nhà mình thì một lượt nướng khoảng được 18 khay. Đợt tới chắc phải update thêm lò để làm bánh trung thu. Tiếp tục là quay ra đánh nhân su kem. Nhân su kem thì có rất nhiều công thức, nhưng dùng cái bột trộn sẵn thì nó tiện và nhanh hơn rất nhiều. Ăn chất lượng cũng ngon. Đánh nhân xong thì mình đi bóp su và xếp su vào hộp. Hôm nay thì mình sẽ mang su kem, bánh cuộn, nước và một chút tiền để đi tìm tặng những người vô gia cư. Mình đi đến đoạn cuối đường Phan Đình Phùng, gần đến bút Hàng Đậu thì gặp một anh này đang nằm ở vỉa hè. Người thì gầy gò ốm yếu, không có áo mặc, trông rất thương tâm. Nhà anh không về nhà? Không có nhà? Sao áo anh không có cái áo nào à? Em biểu anh chai nước này với cả ít bánh cả 200.000 nhá. Thì anh mua gì anh ăn? Sao anh quê ở đâu? Anh cứ ngồi đi. Anh quê ở đâu? Anh quê ở đâu? Thôi anh cứ bỏ tay ra, không phải thế. Anh quê ở đâu đấy? À, bố mẹ mất hết rồi. Thế không còn họ hàng người thân gì à? Không họ hàng người thân gì? Anh ở bên Rạch Đằng ở đâu? Đây bánh này, bánh ngọt đấy nha, còn đây nước, tiền thì thôi cất đi nhá anh nhá. Vâng, ok rồi, thôi anh không phải đấy. Rồi bye bye anh nhá. Thôi rồi anh vào nghỉ đi.